Xin chào các bạn, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô đều đã xây dựng kho vũ khí hạt nhân đồ sộ. Không một bên nào dám khơi mào trong cuộc chiến với thứ vũ khí đáng sợ này, nhưng họ đều ở trong trạng thái sẵn sàng đánh trả nếu như có biến cố xảy ra. Và sự thật là đã có một số lần biến cố đã xảy ra, thiếu chút nữa thì chiến tranh hạt nhân cũng đã bùng nổ. Đây là 3 lần mà chiến tranh hạt nhân tưởng như đã bùng nổ trên hành tinh này. Chúng ta cùng đến với chủ đề trong câu chuyện ngày hôm nay. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh History. Đầu tiên là sự kiện khủng hoảng tên lửa Cuba. Khủng hoảng tên lửa Cuba xảy ra vào tháng 10 năm 1962, trong lúc chiến tranh lạnh đang ở giai đoạn cao trào, khiến tình hình thế giới trở nên vô cùng căng thẳng trước nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khủng hoảng tên lửa là việc Liên Xô triển khai các tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Cuba, vốn cách bờ biển Florida của nước Mỹ chỉ gần 100 dặm. Mấu chốt của vấn đề chính là việc Mỹ phát hiện ra tên lửa của Liên Xô có mặt tại Cuba sau khi chúng được triển khai. Trước đó, người Mỹ luôn tin tưởng rằng lãnh đạo Liên Xô sẽ không đem các loại vũ khí này vào Tây Bán Cầu. Washington bị giáng một đòn mạnh vì cho rằng an ninh nước Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng. Lãnh đạo Liên Xô vào thời điểm đó Khrushchev dự tính việc bố trí tên lửa hạt nhân ở Cuba không chỉ có thể khống chế hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Cuba, một đồng minh của Liên Xô, mà còn giúp tạo thế cân bằng hạt nhân giữa Moscow và Washington. Thực tế trước đó, Mỹ đã xây dựng những căn cứ quân sự bao vây Liên Xô như ở Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Italia và một số quốc gia khác, sử dụng vũ khí hạt nhân để đe dọa Liên Xô. Hàng chục quả tên lửa, mỗi quả có thể mang theo đầu đạn hạt nhân có sức công phá lớn gấp hàng chục lần so với hai quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945, và hàng chục chiếc máy bay đã được tháo rời, đóng kiện, bí mật chuyển lên những chuyến tàu chở hàng và đưa đến Liên Xô. Khi những bức ảnh được tình báo Mỹ công bố, Ủy ban điều hành Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã tổ chức một cuộc họp kín để xem xét các động thái của Liên Xô và những hành động đáp trả của Mỹ. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu chiến tranh nổ ra, chỉ sau 5 phút, nước Mỹ sẽ có khoảng 8 triệu người chết. Hơn 40.000 lính thủy đánh bộ và 90.000 bộ binh Mỹ đã được huy động. Sư đoàn đổ bộ đường không số 101 tinh nhuệ nhất quân đội Mỹ cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Vào lúc Nhà Trắng tập trung tinh lực nghiên cứu để đề ra đối sách, Moscow đã đẩy nhanh tốc độ vận chuyển vũ khí và xây dựng căn cứ tên lửa ở Cuba. 7 giờ tối ngày 22 tháng 10 năm 1962, Mỹ ra lệnh phong tỏa đường biển đối với Cuba. Để hợp pháp hóa hành động của mình, Mỹ dùng từ cách ly thay cho từ phong tỏa. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Kennedy ra lệnh cho quân đội Mỹ bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 24 tiếng đồng hồ sau đó lại ký văn kiện số 3504, tuyên bố bắt đầu từ 14 giờ giờ GMT ngày 24 tháng 10. Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa toàn diện đối với Cuba. Bất cứ tàu thuyền nào tới Cuba đều phải chịu sự kiểm tra của các chiến hạm Mỹ và nếu chống lệnh thì sẽ bị bắn chìm. Một biên đội hải quân khổng lồ của Mỹ được tập kết ở biển Caribe. Một nửa số máy bay ném bom chiến lược của Mỹ cũng sẵn sàng cất cánh. Dẫu vậy, các hành động chuẩn bị này không thể đảm bảo việc di rời các tên lửa của Liên Xô đã được thiết lập tại Cuba. Chính quyền Kennedy nhận thức được điều này nên cùng với các hoạt động tập hợp vũ trang, những cuộc tiếp xúc ngầm đã được mở ra đối với chính quyền Liên Xô. Qua đó, Tổng thống Kennedy thể hiện một lập trường mang tính hòa giải, thậm chí chấp thuận dỡ bỏ hệ thống tên lửa đã được lắp đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lại việc Liên Xô tháo dỡ hệ thống tên lửa tại Cuba. Đến ngày 26 tháng 10, Khrushchev gửi cho Kennedy một lá thư nói rằng Liên Xô sẵn sàng tháo dỡ tên lửa tại Cuba, đổi lại Mỹ phải cam kết không xâm lược Cuba. Nhờ vào thiện chí của cả hai bên, cùng với sự can thiệp hòa giải của Liên Hiệp Quốc, thế giới đã thoát khỏi nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Vào ngày 28 tháng 10, theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên, Liên Xô chấp nhận tháo gỡ toàn bộ số tên lửa của mình ở Cuba. Mỹ cũng cam kết không tấn công Cuba trong tương lai, đồng thời tháo dỡ một số căn cứ hạt nhân ở châu Âu. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba chính thức kết thúc. Cho đến nay, cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba là cuộc đối đầu hạt nhân đầu tiên và duy nhất giữa Mỹ và Liên Xô. Cuộc khủng hoảng này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động đến sự thay đổi diễn biến của chiến tranh lạnh. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Liên Xô trong cuộc khủng hoảng đã khiến thế giới và bản thân hai siêu cường lo sợ về một cuộc chiến tranh thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ xảy ra. Chính điều đó đã thúc đẩy hai bên bước vào giai đoạn hòa hoãn cuối thập niên 1960 và tăng cường tiến hành những cuộc đàm phán giải trừ quân bị. Mỹ và Liên Xô cũng đã đồng ý thành lập một đường dây nóng giữa Washington và Moscow, cho phép các nhà lãnh đạo hai nước có thể trò chuyện trực tiếp để giải quyết những cuộc khủng hoảng tương tự ở trong tương lai. Trong tương lai, đúng là có xuất hiện những cuộc khủng hoảng, nhưng nó xuất hiện với những sai số, xuất hiện từ những sai lầm.
Vâng, mặc dù cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vẫn là vụ khủng hoảng gần như đáng sợ nhất trong lịch sử, nhưng cũng có những vụ khác đã xảy ra khi căng thẳng gia tăng trong cuộc chiến Ả Rập-Israel vào tháng 10 năm 1973. Với các báo cáo về khả năng Liên Xô can thiệp quân sự chống lại Israel, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã đưa mức cảnh báo của quân đội Mỹ lên trên bình thường, mặc dù điều này không được thông báo rộng rãi. Một khoảnh khắc thậm chí còn kinh hoàng hơn xảy ra vào tháng 11 năm 1983, khi Điện Kremlin đọc nhầm một cuộc tập trận lớn của NATO có tên mã là Able Archer. Tin chắc rằng Tổng thống Mỹ Ronald Reagan sắp ra lệnh tấn công phủ đầu, giới lãnh đạo Liên Xô đã cảnh báo các điệp viên của họ trên toàn thế giới rằng chiến tranh có thể chỉ còn vài giờ nữa. Tại bệnh viện ở Moscow, nơi nhà lãnh đạo Liên Xô Andropov đang nằm hấp hối, một phụ tá quân sự đã đợi sẵn bên giường bệnh của ông, sẵn sàng gửi mã hạt nhân. Giây phút trôi qua, sự căng thẳng gần như không thể lên cao được nữa. Chỉ khi cuộc tập trận kết thúc mà không bị tấn công, người Nga mới nhận ra nỗi sợ hãi của họ là vô căn cứ. Tiếp đó phải kể đến một nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân vì lỗi kỹ thuật. Đây là thời điểm mà nhà lãnh đạo của Liên Xô, chính là ông Andropov như đã đề cập, và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đều đang chìm trong trạng thái hoang tưởng và lo ngại. Sự lo lắng ấy lan tỏa ra toàn quân, nhưng may mắn cho hai nước, cho chúng ta và cho thế giới này là Đại tá Soviet Stanislav Petrov đã ngăn cản chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra. Một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Ông Petrov lúc bấy giờ là thành viên của lực lượng phòng không Liên Xô. Mọi chuyện diễn ra vào năm 1983 khi ông đang vận hành hệ thống Oko, mật danh cho hệ thống phát hiện sớm tên lửa hạt nhân đạn tại thành phố bí mật có tên là Serpukhov của Nga. Trung tâm điều hành của hệ thống này được đặt trong một hầm ngầm khổng lồ mà chính ông Petrov giúp thiết kế nên. Đêm ngày 26 tháng 9, trong ca trực của ông, cảnh báo đã vang lên, báo hiệu một tên lửa xuyên lục địa đã được phóng từ căn cứ của Mỹ. Vài giây sau, hệ thống phát hiện được thêm 5 quả tên lửa nữa. Nhiệm vụ của ông Petrov là báo cáo lại tình hình cho cấp trên của mình. Thông điệp sẽ được chuyển tới những thành viên cao cấp nhất nhằm đưa ra phương án đánh trả. Chỉ có tổng cộng 25 phút từ lúc quả tên lửa của đối phương phóng lên cho đến lúc nó phát nổ. Ông Petrov lặng người. Trong một bài trả lời phỏng vấn hồi năm 2013, ông đã thổ lộ rằng: "Chẳng có một luật lệ nào cho việc người ta được phép suy nghĩ trong vòng bao lâu trước khi báo cáo với cấp trên. Tuy vậy, chúng tôi biết cứ mỗi một giây phí phạm là một giây quý giá trôi qua. Quân đội của Liên bang Xô Viết và những nhà cầm quyền phải được biết ngay lập tức. Tất cả những gì tôi cần làm là nhấc điện thoại lên, gọi thẳng những nhân vật cao cấp nhất, nhưng tôi không nhúc nhích được, cảm tưởng như mình đang ngồi trên chảo nóng vậy." Ông Petrov đã quyết định nói với cấp trên rằng cảnh báo tên lửa chỉ là lỗi của hệ thống mà thôi. Hóa ra đó là quyết định đúng, và chúng ta không thể tưởng tượng ra kết cục sẽ ra sao nếu như ông Petrov báo cáo sự thật trong ngoặc kép với cấp trên và Liên bang Xô Viết tiến hành phóng tên lửa hạt nhân nhằm đánh trả lại thứ mà họ lầm tưởng là tên lửa tới từ nước Mỹ. Ông Stanislav Petrov đã cứu thế giới khỏi thảm họa chiến tranh hạt nhân. Sau này ông còn nói thêm về những lý do khiến ông tin vào linh cảm của mình. Đáng lẽ một cuộc tấn công từ phía Mỹ phải là một cuộc tấn công tổng lực. Từng đó tên lửa là quá ít, và hơn thế nữa, hệ thống phát hiện tên lửa kia vẫn còn quá mới và chưa thực sự lấy được lòng tin của ông. Cảnh báo tên lửa vượt qua 30 lớp xác nhận quá nhanh, radar mặt đất không bắt được tín hiệu nào kể cả vài phút sau khi cảnh báo xuất hiện. Sự thật là ngay ở thời điểm bấy giờ, ông Petrov chưa được vinh danh như một người hùng. Đến năm 1990, toàn thể công chúng mới biết về hành động anh hùng của Petrov nhờ những chi tiết trong hồi ký chiến tranh của một chỉ huy cấp trên. Tin tức đã nhanh chóng lan rộng, giới truyền thông khắp nơi ca ngợi Petrov, gọi ông là người đàn ông đã một tay cứu cả thế giới. Ông Petrov mất năm 2017, hưởng thọ 77 tuổi. Trước khi qua đời, ông vẫn tin rằng mình chỉ làm công việc của mình thôi, chứ không có gì quá to tát, bởi đến cả người vợ chung sống với ông 10 năm trời cũng chẳng hay biết ông đã làm được gì cơ mà. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu bạn cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.